Ok, hai xin chào bạn. Đây là con sáo nha mọi người. Đây là hai con sáo của nhà mình. Rồi. Rồi, 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 rồi. Nó kích động mọi người. Bây giờ mình sẽ thay nước nha. Thay nước cho nó. Có đi ra nha mấy má. Mình đang mở cửa chuồng mọi người. Để đóng lại cho chắc ăn. Bây giờ mình sẽ thay nước cho nó. Từ đã để mở cửa lần đó. Mà thế ghê không? Mạnh thì mình mới đổ. Mình đóng xịt. Trời đất ơi. Quay em. Ôi, vô đi, vô đi má. Nó ôi, yeah. Vô rồi. Xem coi. Xem coi phản ứng của mấy con chim này với cái nước này là như thế nào nhé. Sao nó không có phản ứng gì trời vậy ba? Mở lên xíu. Có bạn ứng để rất nước các cái chi. Ồ sao nó không phản ứng nghĩa ta? Ủa nước đây nè, ra đi. Chắc tôi quay thế này bị sợ hãi mọi người. Kiên nhẫn nào. Đúng rồi, vô đi em. Bình thường tôi thay nước cho nó là nó sẽ nhúng thêm cái đầu nó vô chổng luôn. Kiểu mà nó tắm mọi người. Nhưng mà sao nó ỉ vô đó luôn. Ừ. Không bảo vệ môi trường. Con chim ngọc của tôi á mọi người, nó ỉa luôn. Tẻ mà đường. Bác tôi á đảm bảo mai á mẹ tôi sẽ mang nó về quê ta luôn, chứ nó không cần cẩn thận gì. Việc nghe nữa. Tình thương thuốc. Trời ơi, đi xuống đi trời. Không thích hả? Không thích đổi chỗ nha. Cái gì? Hello, xin chào các bạn bè đi. À hầm, cháu có làm một video. Ý ý sao đánh đàn á, sao cắn đàn vậy má? Đang cười đúng không? Kỳ âm bị thức thì tôi chơi là bác hận vậy đang đàn với mẹ. Nhưng mà ở trường gì tôi thôi vậy Lê Nguyên bất hợp chứ không phải bất hợp. Lê Nguyên bất hợp là cái từ của tôi là Lê Nguyên Thanh Hoàng. Lê Nguyên bất hợp là Lê Nguyên với chú hợp với chú Hoàng. Ủa sao nó không phản ứng gì trơn ta? Nó phản ứng gì á?